Thì tôi cũng có sự so sánh, là tôi cũng hay dùng cái nước suối hiệu Aquafina đó, nhưng mà tôi cũng ít dùng cái Lavi lắm, nhưng mà hôm nay tôi dùng nó tôi thấy có sự khác biệt, là tôi cảm nhận được là cái hương vị nó lạ, nói chung là nó lạ mà nó đã.